Hello các bạn nha, hôm nay thì em tiếp tục trở lại hệ thống xe máy Hiếu Thành Phát chi nhánh Thuận An Bình Dương nè, cũng như là tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình những màu mới của Honda Winner V3 anh chị các bạn. Hôm nay cùng với Trinh, chào em. Dạ, em chào anh, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ở clip này Trinh sẽ cập nhật giá xe Winner V3 ở những ngày cận Tết nha cả nhà. Hiện tại thì bên Trinh tại showroom bên Trinh đã lên khá là nhiều màu. Và em mà Trinh đang đứng gần nhất là em màu xanh xi măng nha cả nhà. Màu này thì cũng khá là quen thuộc đối với cả nhà đúng không? Tại vì bên Trinh bán rất là nhiều cái màu này. Màu cà phê sẽ là xanh đen nha mọi người. Cả nhà hay bảo là xanh xi măng á. Tuần này thì giá xe có giảm hay là tăng lên nhiều không em? Dạ, tuần này giá xe vẫn đang ở mức là 35.500 cho phiên bản sơn 3D nha anh. Rất là rẻ. Chẳng hạn như màu này ha. Dạ đúng rồi, màu này 35.500 ha. Phanh CVS anh ha. Còn phanh ABS thì 36.500. Giá vẫn giống như tuần trước nha cả nhà. Đây, chiếc này thì bên Trinh có lên phụ kiện như là phuộc này, chống đổ này, với lại cụm gác chân này, rồi có cặp mâm màu bạc nữa nha cả nhà. Và có cái tay dắt này, có cái cảng kiểu đẹp hơn cảng diện rất là nhiều. Rồi, tiếp theo là màu xanh ngọc, các bạn hay gọi là xanh lục bảo á, xanh ngọc á. Cà vẹt cũng sẽ ra là xanh đen luôn. Và chiếc này bên Trinh có phối với cái mâm mâm cây màu bạc ha cả nhà ha. Rồi, còn màu zin thì rẻ hơn nha mọi người. Màu zin thì bên Trinh đang bán ra với giá là từ 33.500 cho tới 34.500 tùy theo màu ha. Khi mà anh chị các bạn mình ở xa mà ở gần thì liên hệ với em mua xe bên em thì cũng hỗ trợ sang xe đi lại không? Dạ có anh, nếu mà mấy anh mấy chị lên cửa hàng mua xe mà bảo có liên hệ trước với em hoặc là gọi vào số điện thoại Trinh có ghi dưới màn hình đó, hoặc là vào cửa hàng bảo là gặp Trinh đó, Trinh sẽ hỗ trợ cho cả nhà từ 500 đến 1 triệu rưỡi chi phí xăng xe lại nha. Rồi, tiếp theo thì bên Trinh còn có màu vàng với lại màu dép xinh nữa nè cả nhà. Ở đây là hầu như là anh thấy là mình lên màu sơn toàn bộ luôn đúng không em? Dạ đúng rồi, đa số dòng xe này á, tại vì cái màu zin của nó thì chắc chắn là sẽ không đẹp bằng màu sơn, cho nên là đa số bên em sẽ bán màu sơn á, cho nên là hay trưng màu sơn ở showroom. Nhưng mà màu zin thì bên em có đầy đủ ở kho nha cả nhà. Và màu sơn thì mình có bảo hành như thế nào? Màu sơn bên em sẽ bảo hành cho cả nhà là 2 năm nha. Bảo hành màu sơn 2 năm. Còn máy móc thì bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 cây luôn nha cả nhà ha. Và sẽ đổi màu hợp lệ cho cả nhà chạy luôn. Các bạn cũng có thắc mắc là rất là nhiều các bạn hỏi là mình lên màu sơn như thế lưu thông trên đường có được không? Là dạ là có được nha các bạn. Dạ đúng rồi, được. Tại vì bên em đổi màu sơn là sẽ đảm bảo đổi màu cao vẹt hợp lệ cho cả nhà chạy mà. Đấy. Dạ. Bao bị toàn quốc đây nha cả nhà. Và giá trên báo chưa bao gồm chi phí lăn bánh với lại phụ kiện trên xe cả nhà. Ví dụ như các bạn muốn gắn phụ kiện gì á thì cứ lên cửa hàng mua xe rồi trên xe hỗ trợ giảm giá. Riêng về chống trộm định vị, công tắc đèn phụ nano bên trên xe hỗ trợ giảm 50% luôn á cả nhà ha. Wow, 50% luôn á. Dạ đúng rồi, cái đó là dành cho những khách hàng có đặt lịch trước đối với Trinh á. Rồi, quay kỹ rồi. Màu cho các bạn mình xem ha, những cái họa tiết trên xe nè. Dạ đúng rồi. Rất là đơn giản ha mọi người. Rất là đẹp. Mấy anh ở ngoài Bắc đó, rất là mê những cái màu xe này. Nhưng mà cửa hàng em toàn trong Nam lận, cho nên là nhiều lúc mấy anh nó cũng muốn mua nhưng mà bên không có ship được ấy. Cho nên là mấy anh thông cảm giùm nha. Bên em có dịp nào á thì mấy anh gán chạy vào đây để mình sở hữu con xe ở Ý để mình đi Tết. Nếu mà mấy anh vào thì em sẽ hỗ trợ giá sập sàn luôn, ưu đãi nhất luôn cho anh luôn ha. Có hỗ trợ tiền xăng xe cho các bạn mình đi vào nữa đúng không em? Dạ đúng rồi, có hỗ trợ. Ví dụ mấy anh ở Bắc vào thì hỗ trợ sẽ ưu đãi hơn nữa. Nhưng mà cũng xa cho mấy anh ấy. Bên em chỉ hỗ trợ ship xe tầm khoảng mấy khu vực lân cận Bình Dương, Sài Gòn hoặc là mấy tỉnh miền Tây á thì bên em có hỗ trợ. Còn mấy tỉnh ở Bắc ở Trung thì xa quá, mấy anh thông cảm ha. Rồi mấy anh thích mấy chiếc này cực kỳ luôn. Rồi tiếp theo là màu vàng nha mọi người. Màu vàng thì chiếc này bên Trinh cũng lên khá là nhiều rồi á, chỉ khác cái tem thôi. Lâu lâu bên Trinh phối cái tem nó khác một xíu. Thì chiếc này bên Trinh có xuống lớp nhỏ với lại mâm màu bạc. Mâm này là mâm 6 cây nha cả nhà. Đây, nó đẹp luôn ha, cà vẹt sẽ ra là vàng đen nha mọi người. Chiếc này là phanh ABS luôn, ABS là 36.500. Màu vàng này là nếu mà các bạn mình mua về mà đi Tết là đúng luôn ha. Rực rỡ một năm, y như hoa mai ha. Giống như hoa mai á. Rồi, tiếp theo là màu trắng cam Repson ha. Bản này thì bên Trinh cũng lên khá là nhiều. Có mấy anh ở tỉnh miền Tây á, bắt xe lặn lội đường xa lên để sở hữu một em xe ưng ý á. Tại vì ở miền Tây, ở tỉnh lẻ thì không có màu sơn anh. Rất là nhiều anh ở Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, rồi nhiều lắm đó, tỉnh miền Tây lên rất là nhiều.
Cái màu này là mình thấy là cực kỳ đẹp luôn các bạn, nổi bật luôn. Mình đi là ngoài đường này chắc hẳn là không có được bao giờ đụng hàng luôn á mọi người. Ở đây có số 93 nè cả nhà, anh nào ở Bình Phước thì lên rước nha. Màu jean mình chắc hẳn là đâu có cái màu như thế này không em, màu gắt son nè. Dạ đúng rồi, màu jean không có mấy cái màu bắt mắt như thế này đâu. Màu jean nhà máy chỉ sản xuất với màu cơ bản thôi. Honda đó. Thì đặc trưng nó là gắt son, màu gắt son của mấy dòng mô tô của em. Mô tô thì nó có Sonic có gắt son, màu jean thôi. Mấy dòng mô tô thì có thôi, còn mấy cái dòng này thì không có đâu cả nha. Đó. Màu này rất là nhiều anh thích cho nên bên em lên liên tục. Cái màu đó là giá nhiêu em? À chiếc này là bản CBS là 35.500 thôi anh. Không phân biệt màu nha, không phân biệt màu, không phân biệt tem đâu. Chỉ sơn 3D đồng giá, ABS là 365, CBS là 355. Chẳng hạn như các bạn mà thích lấy màu này cũng giá đó, mà thích lấy màu vàng này cũng vậy. Dạ đúng rồi, bằng giá nhau hết cả nha. Bằng giá nhau hết nha. Đây màu vàng. Dạ đúng rồi, đây cũng là màu vàng mà tem khác. Tem khác với cái chiếc hồi nãy nha cả nhà. Đó, em này thì được mâm màu vàng đồng các bạn. Dạ, rất là đẹp. Rồi. Rất là đẹp luôn hả? 6 cây. Rồi. Đối với dòng xe này á thì bên trên có hỗ trợ trả góp luôn, và trả góp chỉ cần trả trước bên trên tầm khoảng 4 triệu lái xe về nha cả nhà, chỉ cần căn cước lên cửa hàng là trên hỗ trợ lái xe về. Rồi. Mình có hỗ trợ không cần trả trước không em? Dạ không cần trả trước thì cũng được, nhưng mà không cần trả trước thứ nhất là lãi suất nó sẽ rất là cao, thứ hai nữa là lên hồ sơ nó sẽ rất là khó đậu, cho nên mấy anh cố gắng cho em tầm khoảng 3 triệu đến 4 triệu lên cửa hàng là em nhận lái xe về với làm cái gói lãi ưu đãi hơn anh nha. Trả trước cho dễ việc hồ sơ, dễ đậu á mọi người. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo bên trên có Exciter nữa nè, Exciter 150, Exciter 155. 150 thì bên trên có tất cả các màu zin, đầy đủ tất cả các màu zin. Và bên trên đã về mẫu 2023 nha cả nhà. Chiếc này là mẫu 2023 á. Thì bên trên còn có 3 màu zin khác nữa cũng là mẫu 2023 luôn. Đó, đây. Chiếc này hiện tại bên em đang bán ra với giá là 42 triệu á cả nhà. Chưa bao gồm phụ kiện trên xe và chưa bao gồm chi phí lăn bánh nhá. Màu zin nha mọi người, mình dòm y như là màu sơn mà thật sự là không phải nha, màu zin á. Exciter thì nó ra rất là nhiều màu zin đẹp lắm. 155 cũng vậy, 150 cũng vậy nha. Đây. Đó. Tiếp theo là chiếc màu hồng này. Chiếc màu hồng xám, màu hồng xám này cũng là màu sơn 3D nha cả nhà. Đây, màu xám này rất là nhiều anh hỏi nè. Nhưng mà tiếc các anh các bạn mà ở xa quá, đúng không em? Dạ, ngoài Bắc bạn ở xa, đúng rồi. Mà anh ở ngoài Bắc thích chiếc này lắm. Là bác mê lắm. Tôi kêu ship xe hồi nhưng mà bên em không có ship được. Anh chị mình có dịp mình đi vô đây ha, để mình sở hữu nha anh chị. Dạ. Có hỗ trợ xăng xe cho anh chị mà ở xa luôn á. Dạ đúng rồi. Cứ mình rồi. Về nha. Đây. Em chiếc này thì 43.500 á anh. 43.500 cả màu sơn luôn anh ha. Rồi, màu sơn luôn các bạn đúng ơi. Rồi. Rồi, ở đây có Exciter 155 nè. Cả nhà, đây. Màu sơn 3D thì đồng giá bên trên đang bán ra với giá là 46 triệu bản khói thông minh, còn bản khói thường là 44.500. Còn những màu khác thì nó sẽ dao động từ 42 đến 46 triệu tầm khoảng đó thôi nha cả nhà. Exciter hiện tại 155 đối với dòng 155 thì cũng đang giảm giá rất là mạnh. Và nếu các bạn mua góp chỉ cần trả trước ở bên trên tầm khoảng 5 triệu lái xe về rồi cả nhà ơi, rất là đơn giản luôn ha. Đây, năm 2023 thì lên khá là nhiều màu đẹp. Ở đây trên có hai con tem mới 2023 này. Màu đen mâm vàng đồng. Đó là màu xanh bạc nha cả nhà. Đấy, đẹp luôn ha. Đấy, đây là màu zin của tem 2023 nha mọi người. Dạ đúng rồi. Đấy. Cái mâm là mâm kiểu thôi, nhưng mà dàn áo là zin nha, màu là màu zin tem dán á cả nhà. Nhìn xe giống như chiếc Song 3D ha. Màu xanh bạc đó mọi người. Rồi. Rồi các bạn cùng nhau quan sát xe nha. Ngoài những màu này ra thì bên trên còn có đầy đủ tất cả các màu zin và màu Song 3D thì rất là đa dạng. Các bạn nếu mà các bạn cần quan tâm mẫu xe thì cái inbox trên sẽ gửi rất là nhiều mẫu để cho các bạn lựa chọn nha. À bên em thì vừa mới về mẫu Mio nè anh. Mio tem mới 2023 ha. Đúng rồi. Xe nhập khẩu anh. Chiếc này là chiếc màu vàng chanh. Ồ, vàng chanh ha. Chiếc này nhập khẩu từ đâu em? Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo anh. Dạ. Rất là nhìn gọn. Nhỏ nhỏ và chứ 125 phân khối luôn anh. Đấy, rất là gọn. Này đâu em lên ngồi thử đi. Dễ ngồi không em? Rất là dễ luôn. Mấy bạn nhỏ nhỏ con như Trinh thì có thể tham khảo đây. Đó, cái ghi đông nó thấp á, cho nên là không che khuất tầm nhìn, rất là đẹp ha. Chạy màu này dễ thương cực kỳ luôn á mọi người, rất là nổi bật và đẹp. Con này nhiêu em? À chiếc này hiện tại bên Trinh đang bán ra với giá là 28 triệu thôi. Ồ, có hai mấy triệu à anh chị? Dạ. 28 có trả góp được không em? Dạ có anh. Mua góp trả trước ở bên em tầm khoảng 3 triệu là được rồi.
À, nhìn vậy thôi chứ 125 phân khối rất là khỏe nha cả nhà. Xe nhập khẩu thì các bạn biết rồi, máy móc rất là khỏe luôn á. Rồi ở đây thì Trinh có em màu đỏ nữa nè. Màu đen đỏ cũng là tem mới 2023 nha. Tem cũ thì bên Trinh bán ra với giá là 27 triệu, còn tem mới là 28. Rồi. Xe khá là nhỏ gọn. Khá là nhỏ gọn. Mà chạy rất là khỏe ha. Rồi. Trên kia nữa kìa em. À đây nữa đây. Rất là nhiều màu nha mọi người. Đây là màu jean đó em. Dạ màu jean hết á anh. Nhìn mình tự tựa như mình nhìn mấy màu sơn giống màu sơn nhìn ha. Giống màu sơn luôn. Tại vì nhìn hoa văn nó rất là cầu kỳ. Nhìn giống màu sơn. Một mẫu xe này cũng là một sự lựa chọn thích hợp cho mấy bạn á. Rất là đẹp luôn ha. Rồi, ngoài ra thì bên em còn Vision nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Vision thì bên em có, ở đây thì có chiếc Vision cao cấp này. Thì giá Vision hiện tại đang ở mức tầm khoảng 42 triệu thôi. Đó. Rồi da lốp này cả nhà. Da lốp thì nó cũng đang ở mức tầm khoảng 32 triệu nha cả nhà, em đọc lộn là 42. Dạ. Vision tầm khoảng 32 triệu trở lên thôi, tùy theo phiên bản, tùy theo màu ha. Rồi, tiếp theo là da lốp thì tầm khoảng 31 triệu trở lên. Rồi Genio này. Đó. Genio tầm khoảng 32 Mẫu này là cũng nhập khẩu rồi đúng dạ, không em? Đúng rồi. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo luôn á cả nhà. Màu mà này là màu đen đỏ nha mọi người. Rồi. AB này mọi người. AB này nha cả nhà. AB 125, AB 150 và AB 160 luôn á cả nhà. Rất là nhiều mẫu xe khác, SH này, SH Mod này, SH Nam này. Đó, rất là nhiều. Và trong đó có Vario 125, Vario 160, bản tem mới và tem cũ đều có đầy đủ nha cả nhà ha. Rồi, Moto CBR R15 bên trên có đầy đủ luôn. Rồi đối với dòng phân khúc nhỏ gọn, hai bên là Bon, Sachia Rider Sonic thì bên trên cũng có đầy đủ luôn và đa dạng màu zin và màu sơn 3D luôn nha cả nhà ha. Nên là khi mà cả nhà lên Hiếu Thành Phát thì cả nhà không có sợ là sẽ không tìm được mẫu xe ưng ý, đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ mua được một chiếc xe ưng ý mang về luôn ha. Rồi. Khi mà các bạn lên cửa hàng á, thì nhớ nó có liên hệ trước với Trinh nha. Cửa hàng bên Trinh hiện tại đang ở địa chỉ 179 Thủ Khoa Hơn, khu phố Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Nếu các bạn không biết cứ tới ngay ngã tư Hòa Lân ở quốc lộ 13 gọi cho Trinh vào số điện thoại Trinh có ghi dưới màn hình. Sau đó Trinh có sử dụng Zalo luôn, gọi Trinh ra đón và sẽ hỗ trợ các bạn chi phí xăng xe lại từ 500 đến 1 triệu rưỡi nha cả nhà nha. Còn Trinh hỗ trợ tư vấn gì thì nhắn tin Zalo cho Trinh nha. Bye bye mọi người.